Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Nguyễn Thùy. Hôm nay Thùy sẽ chia sẻ tới mọi người một dòng sản phẩm kem chống nắng làm mưa làm gió ngoài thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ. Vì sao nó lại làm mưa làm gió? Bởi vì kết cấu kem rất là mỏng, không gây bít tắc cho da, đặc biệt là những làn da dầu sẽ không bị bỏng mụn. Cái thứ hai là nó có tác dụng 3 trong 1, đó là vừa làm kem dưỡng ngày, vừa là kem lót, vừa là kem chống nắng với chỉ số SPF 55 cộng. Đó là cái gì? Đây. Hiện tại trên tay thì đây có dòng sản phẩm Cool Cream của Dr. Lacy. Với kem Cool Cream này khá là bắt mắt đúng không ạ? Một màu xanh của thiên nhiên. Bên cạnh đó sẽ có hai mã vạch. Thứ nhất là mã code để quét nhận quà của công ty dành cho khách hàng. Thứ hai là mã vạch để cho khách hàng, những khách hàng nào cực kỳ khó tính thường đó chính là sẽ tìm mã vạch để quét xem hàng này có đúng là hàng công ty không hay là hàng fake, hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng hay không. Thì đây sẽ là cái đảm bảo cho các bạn khi các bạn muốn sử dụng dòng sản phẩm này, xem là có đúng với cái hàng mà Thùy đang quảng cáo không nhé. Trong sản phẩm này nó sẽ như thế nào? Bên trong dòng sản phẩm sẽ là như thế này các bạn nhé. Sẽ có một, đó là một lọ kem Cool Cream và một phiếu cam kết. Phiếu cam kết nó là phiếu cam kết gì vậy? Chúng ta đang thắc mắc đúng không ạ? Phiếu cam kết trị giá 10 triệu đồng dành cho những khách hàng nào mua sản phẩm. Nếu như mà chúng ta gặp hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ được đổi một trả một trong vòng 10 ngày khi chúng ta nhận hàng nếu mà lỗi do nhà sản xuất. Thứ hai là sẽ được tặng 10 triệu đồng nếu như chúng ta trong khi chúng ta sử dụng, chúng ta chứng minh được rằng trong sản phẩm này có chứa thành phần chất phụ da, chất bảo quản, chất cấm gây hại, chất corticoid tân dược gây hại cho da nhé. Sẽ chẳng có bao giờ mà Thùy thấy có một dòng sản phẩm chỉ có vài trăm nghìn thôi mà lại có một cái phiếu cam kết trị giá 10 triệu đồng như vậy. Vì vậy cái phiếu này sẽ là một cái uy tín cho công ty, sẽ nói rằng chất lượng của công ty sẽ như thế nào đúng không ạ? Như vậy chúng ta khá là yên tâm khi chúng ta cầm cái tờ phiếu cam kết này với sản phẩm này rồi đúng không? Với bên trong nó sẽ là một cái kết cấu kem rất là lỏng. Đây nhé, cái này Thùy đang sử dụng rồi, Thùy vừa sử dụng rồi, Thùy có thể sử dụng qua ở trên bàn tay của Thùy cho các bạn nhìn thấy nhé. Đây, các bạn nhìn thấy tay không? Có thể là các bạn nhìn không rõ nhưng mà hiện tại nhìn tay không hề bị bết cục, bết dính gì cả, mà trắng rất là tự nhiên, nhìn như làn da thật của Thùy luôn. Trắng như một làn da thật. Mùi rất là dễ chịu, bởi vì hương liệu của nó hoàn toàn từ thiên nhiên, vì vậy nó sẽ không có chất hóa học, vì vậy là cái mùi của nó rất là thơm, dễ chịu. Đặc biệt đối với Thùy là rất là nhạy cảm đối với những cái mùi mà nó chứa quá nhiều hóa chất thì Thùy rất là nhạy cảm luôn. Thế nhưng mà đối với tất cả các dòng sản phẩm của Dr. Lacy thì Thùy cảm giác rằng tất cả những dòng sản phẩm này rất là dễ chịu, mà Thùy không cảm thấy khó chịu gì cả khi mà Thùy sử dụng sản phẩm này. Vì vậy phải nói rằng là cái độ hương mùi hương của nó, thứ nhất là mùi hương rất là dễ chịu, thứ hai là về cái thành phần, về chất lượng thì cũng khá là đảm bảo rồi. Và nếu như chúng ta muốn quan tâm về dòng sản phẩm này hơn thì có thể là inbox trực tiếp với Thùy qua Zalo là 0972 553 287 nhé. Hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho Thùy qua số điện thoại là 0972 553 287. Hoặc kết bạn qua Facebook của Thùy là Thùy Nguyễn Thùy. Thùy có thể là giải đáp nhiều hơn về dòng sản phẩm này, về kỹ hơn, về thành phần, về công dụng và về hướng dẫn sử dụng dòng sản phẩm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.